30 tập xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất và chính xác nhất để quý vị có những phút giây thực sự thoải mái sau những giờ làm việc đầy căng thẳng. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc bắt đầu từ đầu tháng này và kéo dài về phía Bắc trong những ngày gần đây. Vào thứ tư tuần trước, mưa xối xả liên tục tấn công phần lớn miền Bắc của Trung Quốc với cảnh báo mưa lớn và lũ lụt được ban hành ở Bắc Kinh, phía Bắc của Trung Quốc, Hoài Hà và những nơi khác. Hôm thứ tư, mưa lớn đã gây ra ngập lụt ở nhiều đường hầm và cầu vượt ở Bắc Kinh. Tất cả các chuyến tàu liên tỉnh ở Bắc Kinh, Thiên Tân với Bắc Kinh với Thiên Tân đã bị ngừng bán vé. Vì vậy, chúng tôi đến sân bay sớm và chờ đợi tin tức về chuyến bay, nhưng hiện tại chưa có tin tức gì. Một số trẻ tham gia trại hè đã hủy tại chỗ và một số vẫn đang chờ. Sihan Husin, nhân viên của một công ty du lịch cho biết, các bậc cha mẹ đang ở nhà và hiện đang rất lo lắng. Họ đã hỏi con của chúng tôi trong nhóm về việc đổi vé và thời gian hoãn là bao nhiêu. Các nhà chức trách ở Thiên Tân đã đưa ra cảnh báo màu da cam về lũ lụt nghiêm trọng. Sân bay Bin 2 đã dừng tất cả các chuyến bay kể từ đầu giờ sáng thứ Sáu. Ngoài Bắc Kinh và Thiên Tân, Sơn Tây, Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông và những nơi khác cũng trải qua mưa bão lớn. Đây là lượng mưa lớn nhất ở Bắc Kinh trên lưu vực sông Hoàng Hoài và những nơi khác kể từ đầu mùa hè năm 2023. Lũ lụt ở Hồ Bắc, Hồ Nam và Trùng Khánh ở phía Nam không rút. Các phương tiện truyền thông chính thức đưa tin rằng trận mưa xối xả đã ảnh hưởng đến hơn 800.000 người tại 35 thành phố và quận ở Hồ Bắc, đồng thời khiến ít nhất 6 người bị thiệt mạng. Ở tỉnh Hà Bắc, ít nhất 1 người chết và 34 người mất tích. Tuy nhiên, con số thương vong thực tế vẫn chưa được điều tra và xác minh. Gần đây, mưa lớn liên tục xảy ra ở miền Nam Trung Quốc và thảm họa đã được báo cáo ở các tỉnh Hồ Nam, Vân Nam và Chiết Giang với tổng số hơn 3 triệu người bị ảnh hưởng. Dựa trên các báo cáo của phương tiện truyền thông đại lục, mưa lớn đã xảy ra ở Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang và những nơi khác. Tính đến 8 giờ ngày thứ Tư, 642 hồ chứa vừa và nhỏ ở tỉnh Hồ Nam đã bị tràn. 1.625.100 người bị ảnh hưởng ở 50 quận thuộc 8 thành phố, bao gồm cả phía Tây Hồ Nam, ở quận Lucy bị ảnh hưởng nặng nề nhất, có 2.700 ha mùa màng bị phá hủy và 56.500 người bị ảnh hưởng. Ông Liao ở làng Tahu, thị trấn Hai Sui, huyện Lucy, tỉnh Hồ Nam cho biết lũ lụt ở thị trấn Lucy rất nghiêm trọng, nhiều nơi đã bị sập và bị sạt lở đất, lũ lụt tràn vào các nhà và kè ở nông thôn chưa được xây dựng. Lúa đã chín gần hết, dưa cũng bị hỏng hết, không thể thu hoạch được. Theo báo cáo, thảm họa lũ lụt đã ảnh hưởng đến 1,163 triệu người tại 8 thành phố và 34 quận, bao gồm Nam Dương, trấn Cảnh Đức, Bằng Tường và Cửu Giang. Ở Giang Tây có 7 người chết và 7 người mất tích, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,47 tỷ nhân dân tệ. Huyện Quy Nhơn, Giang Tây bị lũ lụt bao vây và danh lam thắng cảnh đã bị đóng cửa từ hôm thứ Ba. Ông Su ở Quy Nhơn, Giang Tây cho biết, mưa xối xả đến quá nhanh. Nó kéo dài một ngày một đêm, do lượng mưa lớn nên hồ chứa phải xả lũ. Chuyện trăm năm mới có một lần, thiệt hại nặng nề. Lần này chắc chắn sẽ có thương vong, nhưng không ai biết số lượng cụ thể. Đài quan sát khí tượng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam, mưa lớn trên diện rộng ở phía Nam sẽ tiếp tục diễn ra. Từ ngày mai đến 2 ngày tới, một đợt mưa mới chủ yếu tập trung ở khu vực Giang Nam và miền Nam của Trung Quốc. Thời gian gần đây, miền Nam Trung Quốc có mưa lớn, ngoài thảm họa nghiêm trọng ở tỉnh Hồ Nam, một số khu vực ở Quảng Đông và Quảng Tây cũng bị ngập lụt. Các nạn nhân ở Quảng Tây tiết lộ rằng chính quyền địa phương đã không hành động gì và hồ chứa nước xả lũ mà không được báo trước, gây ra thảm kịch. Sau đó chính quyền đã chặn hết tin tức về khu vực xảy ra lũ lụt. Kính thưa quý vị khán giả, theo báo chí đại lục đưa tin, kể từ ngày đầu tháng, 58 quận và 13 thành phố, bao gồm Quế Lâm, Liễu Châu ở Nam Ninh và ở Quảng Tây đã xảy ra mưa lớn và lũ lụt. Mực nước sông Lại Giang dâng lên 147m, cao hơn ranh giới cảnh báo 1m và 15 quận bao gồm Quế Lâm, Tuyền Châu, Jiuquan và Giang Suo đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sân làng ở huyện Giang Suo tiết lộ rằng không hề có thông báo trước về việc xả lũ từ hồ chứa. Chỉ trong vài phút, mực nước đã dâng cao 1 hoặc 2 mét, sau đó chính quyền cũng không đến ứng cứu. Ông Ly, một người dân ở quận Giang Suo, thành phố Quế Lâm, Quảng Tây cho biết, nước dâng lên gần 4 mét, tôi chưa bao giờ gặp phải trận lũ lụt lớn như vậy. Tôi đã chứng kiến nhiều người chết, nhiều ngôi nhà bị sập, cá của những người nông dân bị cuốn trôi do lũ lụt, chính quyền không đến để cứu trợ. Chúng tôi phải tự lực, mực nước lên quá nhanh do hồ xả lũ, vì vậy chúng tôi không có thời gian để phản ứng và 95% quận Giang Suo bị ngập chìm trong nước lũ. Mực nước sông Tây Giang ở huyện Bình Nam, thành phố Quý Châu, Quảng Tây dâng cao khiến nhiều nơi trong thành phố bị ngập úng. Tình trạng thiên tai ở các vùng nông thôn càng thêm nghiêm trọng. Người dân ở thị trấn Đa Phen tiết lộ rằng chính quyền địa phương đã không hành động và không có biện pháp kiểm soát lũ lụt trong khu vực bị thiên tai. Nước và điện đã bị cắt trong những ngày qua nên nước ngọt rất khan hiếm. Anh Di Hang ở Đăng Bèo Thao, Binh Nan County, Wujiang City, Guangxi cho biết, thật đáng kinh ngạc, nước quá lớn, nhiều người không nghĩ tới, điện thoại di động đã bị ngắt kết nối một lúc, tủ lạnh, các vật dụng trong nhà, mọi thứ đã mất hết.
mưa xối xả cũng gây ra thảm họa ở một số khu vực ở Quảng Đông. Một số cư dân mạng tung tin, tại ngã tư Ngô Sang và Sa Hồ ở Thiều Quan, một con đường trong khu công nghiệp bị ngập khi trời mưa liên tục. Hệ thống thoát nước đã được xây dựng lại nhưng vẫn bị ngập. Theo tin tức được công bố trên trang web của Bộ Dân chính Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm vừa qua, tính đến 9 giờ ngày hôm đó, 1,738 triệu người ở 80 quận trong 21 thành phố ở Quảng Đông và Quảng Tây bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 20 người chết, 14 người mất tích, hơn 3.500 ngôi nhà bị sập, 16,26 nghìn hectare hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 12,6 nghìn hectare bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 4,84 tỷ nhân dân tệ. Vài ngày trước, Quảng Tây, Hồ Nam, An Huy, Quỳ Châu và các nơi khác của Trung Quốc liên tục xảy ra mưa lớn, lũ lớn xảy ra ở nhiều nơi, gây ra thiệt hại nặng nề về tài sản và tính mạng, là nguyên nhân chính làm lũ lụt thêm trầm trọng. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục, từ 2 ngày qua ở Quảng Tây lại một lần nữa có mưa lớn và duy trì ở phía bắc của Quảng Tây, trùng lập với khu vực mưa lớn từ tuần trước. Tính đến 17 giờ ngày hôm qua, thiên tai lũ lụt đã xảy ra ở 25 quận thuộc 4 thành phố bao gồm Liễu Châu, Quế Lâm, Bách Sắc và Hà Trì ở Quảng Tây. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 35.408,6 ha. Anh Vương, người dân Quế Lâm, Quảng Tây cho biết, các hồ chứa ở địa phương xả lũ do mưa lớn liên tiếp. 2 ngày qua, điện thoại di động của anh nhận được thông báo xả lũ từ các hồ chứa nhiều lần trong ngày. Anh Vương nói năm nay mưa nhiều, hình như không ngừng rơi. Trong 2 ngày nay, mưa lớn nối tiếp nhau. Mưa lớn liên tục, nhiều hồ chứa nước tràn vào gây ngập lụt, có nơi ngập rất nặng, nhiều địa hình thấp và ngập vài mét, có nơi cao thì 1 mét. Nước trong các hang động phía bắc Quế Lâm cũng chảy xiết, phá hủy một số ngôi nhà và nhấn chìm 6 ngôi nhà và 7 người. Báo cáo cho biết, từ 2 ngày qua, Hồ Nam tiếp tục duy trì lượng mưa lớn, tổng cộng 337 thị trấn có mức nước cực lớn, 61 thị trấn có mưa lớn. Một số cư dân mạng cho rằng trận lũ lụt năm nay là do đập Tương Giang xả lũ. Li Linh, Sao Si Hao và những nơi khác ở thành phố Chu Châu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cư dân mạng cũng tiết lộ rằng thành phố Cám Châu và Thụy Tân ở tỉnh Giang Tây đã trải qua mưa lớn trong nhiều ngày và thượng nguồn của hồ chứa đã trải qua xả lũ gây ra lũ lụt lớn vào ngày hôm qua. Ông Jin, người dân Chu Châu, Hồ Nam cho biết lũ lụt ở Chu Châu không phải là khu vực ở thành thị. Lũ lụt ở ba nơi là do vỡ đê, điện và nước bị cắt. Thượng nguồn đang mưa nên lưu lượng nước tương đối lớn. Lũ lụt năm nay đặc biệt nghiêm trọng, những nơi bị ảnh hưởng thiệt hại rất lớn, nhà bị sập và tầng 1 bị ngập hoàn toàn. Nỗ lực cứu trợ thiên tai của chính phủ còn hạn chế. Báo cáo cũng cho biết, dự báo từ ngày mai đến trung tuần tháng tới sẽ có một vùng mưa lớn ở phía bắc và phía nam của Trung Quốc. Dự kiến lũ lụt lớn trong khu vực sẽ xảy ra ở trung và hạ lưu sông Dương Tử, một phần của sông Hoàng Hà và sông Hải Hà, sông Tùng Hoa và sông Li Ao, cũng như mưa lớn và lũ lụt ở khu vực lưu vực sông Châu Giang. Thưa quý vị và các bạn, ngoài mưa lớn ở miền Trung và miền Nam của Đài Loan và một số tỉnh ở miền Nam Trung Quốc gần đây cũng hứng chịu mưa lớn và 8 người chết và 2 người mất tích, gần 700.000 người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 530 triệu nhân dân tệ. Trận mưa xối xả ập đến tỉnh Hồ Nam vào sáng thứ Bảy, lượng mưa hơn 200mm trong 3 giờ, hơn 70 huyện bị ngập lụt khiến 2 người chết và 2 người mất tích, 360.000 người bị ảnh hưởng. Mưa xối xả cũng đã xảy ra tại thành phố Khai Lý, tỉnh Quý Châu, gây ra sạt lở đất làm 3 người chết, 2 người mất tích và 14 người bị thương, ảnh hưởng đến 30.000 người dân. Chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương án sơ tán khẩn cấp những người bị nạn. Gần 300.000 người cũng bị ảnh hưởng ở khu vực Giang Tây. Cục khí tượng đại lục dự đoán rằng vẫn sẽ có mưa lớn ở khu vực phía nam của đại lục trong 2 ngày tới. Thưa quý vị, sau những trận mưa lớn kéo dài, là một trận lở đất chôn vùi nhà cửa và làng mạc ở phía tây nam của Trung Quốc, khiến 9 người đã thiệt mạng. Ngoài 9 người chết, 6 người khác được cho là mất tích dưới đống đổ nát của ngôi nhà ở tỉnh Tứ Xuyên sau các trận mưa từ cuối tuần trước. Thương vong có thể sẽ tăng trong khi nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích. Trung Quốc thường xuyên phải hứng chịu các trận mưa dữ dội vào mùa hè, nước sông dâng cao gây ngập lụt các ngôi làng khiến hàng trăm người bị thiệt mạng mỗi năm. Cũng trong cuối tuần qua, ít nhất 12 người đã thiệt mạng ở tỉnh Hồ Bắc và 6 người chết ở tỉnh Vân Nam vì mưa lớn. Còn trong tháng trước, hơn 250 người chết vì lũ lụt quét qua miền duyên hải của Trung Quốc. Trong một diễn biến khác, 21 người thiệt mạng khi một hầm mỏ ở phía bắc của Trung Quốc bị sập, các nạn nhân bị mắc kẹt dưới hầm mỏ và chết vì nhiễm độc khí. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.